Sau đây là kết quả xổ số Khánh Hòa, Chủ nhật, ngày 1 tháng 9 năm 2024. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4, 2. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 0, 5, 7. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8489, 5155, 6852. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 3757. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 44769, 65547, 20972, 83451, 30871, 59375, 52472. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 00198, 44431. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 47413. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 93132. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 355094. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 355094.